Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Online Top 1. Như đã hứa ở phần trước, video này mình sẽ cung cấp đáp án bài thi của nhiệm vụ là Amazon Search Relevant Evaluation tiếng Anh và tiếng Nhật. Đầu tiên sẽ là tiếng Anh. Hãy like video ủng hộ mình, mình sẽ ra nhiều video hướng dẫn về nhiệm vụ Amazon này. Trong một bài thi của nhiệm vụ Amazon Search Relevant Evaluation, tiếng nước nào cũng đều chung một nội dung và chung một đáp án. Các phần câu hỏi từ phần thứ 2 đến 11 ở đây có thể xáo trộn vị trí, nhưng những câu hỏi bên trong các phần sẽ không thay đổi vị trí, nên bạn cần lưu ý các phần mình làm nổi bật, đánh dấu trong video để nhận biết. Nếu bạn không ghi nhớ kịp thì có thể ghi ra một tờ giấy các từ mình đã đánh dấu và vị trí đáp án để làm tốt bài thi của bạn. Vị trí đáp án cũng sẽ không bị thay đổi từ trên xuống dưới, chỉ có thay đổi các phần từ 2 đến 11. Khi vượt qua được bài thi thì tùy bài sẽ có tiền và được đến với bài đào tạo của nhiệm vụ Amazon Search Relevant Evaluation. Vượt qua bài đào tạo với số câu đúng vượt trên số câu yêu cầu thì bạn sẽ nhận được tiền và được điểm kỹ năng. Tùy vào điểm kỹ năng của bạn thì sẽ được số tiền tương ứng cho mỗi bài nhiệm vụ. Thông thường mỗi bài nhiệm vụ sẽ là 30 phút gồm 8 sản phẩm với số tiền thưởng cao nhất là $3, nhưng bạn phải có điểm kỹ năng là 100. Để làm tốt nhiệm vụ này, bạn cần đọc kỹ phần hướng dẫn và làm các bài nhiệm vụ thực tế để lấy thật nhiều kinh nghiệm. Nhiệm vụ Amazon Search Relevant Evaluation này rất nhiều và trả thưởng rất cao. Ngoài 4 thứ tiếng mình đã hướng dẫn là tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Nhật, thì còn có tiếng Thụy Điển và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Sắp tới mình sẽ làm video đáp án cho các bạn tham khảo. Vì thế, hãy đăng ký kênh để nhận được video khi mình đăng video lên YouTube nha. Và đừng quên like video ủng hộ mình nhé. Tiếp theo là bài thi tiếng Nhật. Tiếng Nhật thì hơi khó nhìn. Nếu bạn sử dụng QTranslate để dịch thì có thể chuyển dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh bằng cách bạn bật bản cài đặt của QTranslate lên, chọn vào ô có chữ Việt Nam Mi, chỉnh sang ngôn ngữ là English. Như vậy là sẽ dịch tự động dịch sang tiếng Anh, hoặc bạn bấm thêm vào chữ dịch cũng được. Sử dụng xong nhiệm vụ này thì bạn nhớ chuyển sang tiếng Việt để dịch những bài nhiệm vụ sang tiếng Việt nha. Nhầm từ dịch ra không giống chính xác từ tiếng Anh khi nãy, nhưng nghĩa sẽ giống nhau. Hoặc bạn có thể chụp ảnh màn hình các phần câu hỏi và đáp án, lưu lại để khi làm bài thi của tiếng Nhật chọn đáp án cho chính xác. Những câu hỏi mà có kèm link sản phẩm thì bạn nên nhấn vào để xem. Đôi khi bạn sẽ bị giữ lại và không cho qua câu tiếp theo, nên hãy nhấn vào xem cho chắc chắn.
Hãy like video ủng hộ nhóm chúng mình và đăng ký kênh để nhận được những video hướng dẫn kiếm tiền miễn phí trên Toluca sắp tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye!